Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một chiếc SH Mod nha. Chiếc xe này thì đời form đời cũ, nó không có Smart Key. Hôm nay thì chú chủ xe ghé mình lên một bộ Smart Key Honda chính hãng của SH đời mới nha các bạn. Trên tay mình đang là hai cái FOB của nó ha. Thì bộ này á là đây, đây là cái nấm mà sau khi mình gắn vào nè, anh em nhìn thấy là nó gần như là như zin luôn, nó khít rịt luôn, rất là đẹp các bạn. Khi mà các bạn cầm remote lại gần á, trong vòng 2 mét á, thì chúng ta nhấn vào núm á, thì nó sẽ sáng đèn lên và nó sẽ cho phép anh em mở khóa lên ha. Lúc này thì đồng hồ đã lên rồi. Bộ khóa này thì nó có đầy đủ tính năng giống như SH Zin của nó hãng luôn. Đầu tiên đó là tính năng tìm xe. Đây, ví dụ như anh em bấm cho mình cái nút này tìm xe này, thì nó sẽ có tiếng còi và chớp xi nhan lên ha. Rồi, cái thứ hai đó là chức năng chống dắt. Remote này là remote đời mới, cho nên là khi mà chúng ta nhấn vào nút tìm xe thì đồng thời nó kích hoạt luôn chứ nó chức năng chống dắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đây, vừa rồi mình bấm tìm xe rồi đúng không, thì mình đụng vào xe này thì nó sẽ kêu luôn đó, nó sẽ kêu luôn chống dắt luôn đó. Thì khi nào anh em không đụng nữa thì nó sẽ không kêu nữa, nó kêu một hồi xong nó anh em không đụng nữa nó sẽ không kêu nữa ha. Rồi, hết kêu nha các bạn. Rồi, chúng ta muốn tắt cái chống dắt này này thì chúng ta nhấn vào nó một cái ha. Rồi, nhấn một cái cho nó nhảy cái tạch cái là xong. Rồi, mở khóa thì anh em bật lên thì mở khóa để xe bình thường. Còn anh em muốn khóa cổ thì anh em xoay ngược lại. Chúng ta xoay ngược lại, nhấn vừa xoay nha các bạn. Xoay ngược chiều cái đồng hồ nha. Thì nó sẽ là khóa cổ này. Rồi mình xoay thẳng xuống này nó sẽ tắt. Xoay lên một nấc á là sẽ mở yên các bạn. Đó, mở cốp nha các bạn. Rồi đóng lại ha. Rồi. Nếu mà mình quên á, anh em kẹt cái remote này và chuyển qua đèn đỏ này. Ví dụ như đây là đèn đỏ này. Đó, chuyển hết qua đèn đỏ thì nó sẽ không còn mở được nữa. Là coi như là remote nó mất hoặc là tắt đi. Rồi anh em muốn mở thì anh em nhấn vào cho mình cái nó đèn xanh hiện lên, nhấn giữ nha, nhấn giữ trong vòng khoảng 3 giây thì nó sẽ chuyển qua đèn xanh. Và sau đó thì remote mở thì anh em nhấn vào cái xoay lên là đi thôi. Đèn còi xi nhan đầy đủ các bạn ha. Cái này là lắp đặt cái này bên mình lắp đặt gần như là như zin, không có cắt dây nha các bạn. Không chế cháo gì hết. Nói chung là đời này thì gắn các bạn nhìn thấy nè, nó khít giống như zin vậy đó. Đó, rất là đẹp nha. Thì anh em nào có nhu cầu muốn lắp đặt thì anh em ghé địa chỉ là 150 Hoàng Hóa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ha. Rồi, cảm ơn em thật nhiều. Chào tạm biệt.